bù lại cho sự vắng mặt của Harry ngày hôm nay. Xin giới thiệu My Idol Diva Trần Thu Hà. Xin một tràng hoa tay nồng nhiệt thưa quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào tất cả quý vị. Quý vị biết là mời chị khó lắm, chứ không phải là show nào chị cũng nhận lời đi dễ dàng đâu. Nhưng mà hôm nay là cứu bồ mà... Hôm nay là nhận show cứu bồ, mặc dù không có trên poster là bởi vì thấy có hai cái tên mà mình thương. Yeah. Thiệt là thương, đó là Trấn Thành và Huyên Linh. Thank you. Rồi xong. Và em Trấn Thành hôm nay phải hy sinh một điều là dù có người vợ rất đẹp, hôm nay em phải lái máy bay, em làm phi công phải lái máy bay thôi. Yên tâm, em có bằng. À, bằng à? Em đáp cánh rất an toàn. À, đáp cánh an toàn. Từ nãy giờ nghe Trấn Thành nói ở trong kia thì bảo là cổ họng là bị giống như hơi nó bắn ra ngoài, là nó như một cái lỗ mà nó không có đường khép, và nó cứ là cái hơi đó là hơi phân tán. Hơi phân tán đúng không? Yeah. Là lỗ nó cứ đi ra ngoài thế còn. Chỉ đừng có nói nghe lỗ hơi... đi ra ngoài thôi, ta liên tưởng nhiều cái nó mệt lắm. Yeah. Đang muốn hỏi Trấn Thành là không biết là hơi nó còn có cái lỗ nào vào trong ra ngoài nó cũng... Ráng táp. Em sẽ ráng táp không khí đi. Cái táp. Dạ, yeah, qua cái bài rồi này. Bây giờ không cần hát, chỉ cần đứng táp cũng được. Quý vị muốn chị Hà Trần hát bạn cứ đi theo giọng của chị hay giọng của Harry quý vị. Bây giờ cả hai ha. Mới đầu nhã thử Harry có giống không nha. Yeah. Sau đó là Hà Trần nha, thử nha. Nếu mà hát giọng giống Harry Won thì Trấn Thành đừng có đứng ngáp. Yên tâm. Táp. Dạ, yeah, I will follow you. Cho một tràng vỗ tay được không ạ? Thank you. Tình yêu là thế, khi yêu là mình say mê, đôi khi yêu là mình ngô nghê. Thì mọi người đã nói rơi lệ. Cái đoạn này Harry bị đau ruột thừa đó. Ừ. Thấy tát quá. Dạ. Là thế, khi thương ai thì dù biết nữa, khi thương ai thì dù trong mưa cũng cảm thấy ấm áp sự thương. Rồi khi em thấy em trong tay của người khác ấy, sao em quên được hồi khác đây, anh bên ơi hạnh phúc như vậy thì thôi. Để rồi anh đi, xem như ta lần đầu chia ly, cũng là lần cuối anh đi suy. Đi anh, cứ đi hay cứ xa em, và đừng ngóc đi. Hạnh phúc bao nhiêu, yêu thương như nào, chỉ thêm thời gian lãng. Bye.
rồi. Xin một tràng tay nồng nhiệt cho chị Trần Hà thưa quý vị. Thường thường lắm, hôm nay Harry Won và Trấn Thành đều không có cái gối ôm của chính mình thôi. Lần sau này xin hứa là sẽ có đầy đủ cả đôi để diễn xong thì về còn có cái gối ôm đỡ đần trong lúc viêm họng. Cảm ơn chị. Dạ, một lần nữa xin cho phép Trấn Thành được cảm ơn quý vị khán giả và nợ lại quý vị ngày hôm nay, lần sau là tới là vừa diễn hài vừa hát cái quẩy banh sân khấu nha. Quý vị khán giả Cali, hẹn gặp lại July. Dạ, xin cảm ơn quý vị. I love you. Xin một tràng pháo tay được cho